Khách bây giờ á là nó chuộng gái mi nhon không à, mình dây không à. Trời ơi mà đúng, gái 19 đôi mươi non xanh mơn mởn, da mát rượt. Họ là cùng một dột với nhau. Họ nói là... Họ nói gì bà? Họ sẽ bắt tụi mình đi tiếp khách. Cái gì? Nhìn đi bà. Từ từ. Tụi bay định đi đâu hả? Làm gì mà nghe ồn ào dưới kia vậy? Có chuyện gì? Hồi nãy con bé Kaka nó có chuyện nên em chỉnh đốn lại chút xíu mà. Cái gì? Nó phát hiện rồi hả? Dạ đâu có phát hiện gì đâu. Hồi nãy con bé Kaka nó xuống bếp đang dụng, bị em thấy nên em la rầy chút xíu nên nó hơi ồn ào vậy mà, chứ đâu có gì. Vậy thì tốt. Chú cơ quản lý tụi nó cẩn thận, dặn tụi nó ăn uống cho đàng hoàng, giữ dáng giữ da, ăn cho cố vô rồi mập thù lù ra đó rồi tuột giá là chết tôi à. Mấy cái chuyện đó anh yên tâm đi, em lo xong hết rồi. Khách bây giờ á là nó chuộng gái mi nhon không à, mình dây không à. Nói gì tới khách, em nhìn mấy đứa đi, em còn ghiền mà. Trời ơi mà đúng, gái 19 đôi mươi non xanh mơn mởn, da mát rượt. Ê ê ê ê, ăn nói giữ mồm giữ miệng nghe chưa, nghe chưa. Khách người ta nghe được là chết nghe chưa. Cái nào ăn ăn, cái nào cúng cúng nghe chưa. Không đụng vô nghe chưa. Trời ơi, em nói vậy thôi chứ em làm việc công tư phân minh đàng hoàng. Cái chỗ nào làm là làm, chỗ nào chơi chơi. Làm việc ở đây xong muốn chơi đi chỗ khác chơi, đâu có chơi mà xa cả vậy được. Vậy tốt, anh quý chú mày là cái chỗ đó đó, cho nên anh mới giao cho chú mày quản lý đó. Yeah. Chứ nếu mà để anh quản lý thì sao anh? Chắc con cầm lòng nổi. Ủa mà anh tính chừng nào cho tụi nó lên sóng vậy? Tụi khách nghe nói đợt này có hàng mới, hàng ngon, xanh mơn mởn cho nên rất là háo hức. Anh tính là thứ ba này cho tụi nó chiến luôn. Coi á, tập vợt tụi nó đàng hoàng, tút tác nhân sắc đồ lại, ok? Mấy cái vụ đó là ngon lành. Cái điều quan trọng bây giờ đó là em phải làm việc công tác tư tưởng với tụi nó mới được. Ai có làm công tác tư tưởng cũng phải kính kính vô nha. Đánh đập tụi nó cho cố vô rồi cuối cùng để lại vết tích, rồi khách nó nhìn nó biết là nó ép giá mình, hiểu chưa? Trời ơi, em có chiêu của em hết rồi. Mọi chuyện cứ để Vũ Hải lo. Ok, anh tin chú. Mệt quá, tôi thở không nổi nữa luôn á. Tự nhiên tôi nhớ mẹ quá, không biết quyết định lần này của tôi là đúng hay sai nữa. Ca ca, bà sao thế? Có chuyện gì? Ai làm gì bà? Không phải. Ông Hải, phó giám đốc công ty mình hả? Ông làm gì bà? Ông ta, ông xem dở tôi. Lúc nãy á, tôi chạy vô nhà bếp ăn một miếng bánh thì bị ông ta phát hiện. Tôi tưởng là ông ta sẽ phạt tôi nhưng mà... Nhưng mà sao? Ông nói tôi phải chiều ổng thì ổng mới tha cho tôi. Sau đó ông ta sàm sỡ tôi. Tôi sợ quá nên tôi chạy lên đây nè. Sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Thật ra mấy hôm nay tôi đã nghi ngờ ông ta rồi, nhưng mà không ngờ ông ta lại là loại người này. Vậy mình biết chú Hưng đi. Đừng, tôi sợ lắm. Đâu thể nào để yên như vậy được. Ông Hải nghĩ mình là thực tập sinh nên mới dám làm những việc trắng trợn như vậy. Đã vậy, mình phải vạch trần ổng với lại giám đốc. Đâu thể nào để như vậy được. Vô ích thôi. Sao vậy Đông Đông? Vô ích là sao?
Lúc nãy tôi đi vệ sinh, tôi vô tình nghe được ông giám đốc nói chuyện với ông Vũ Hải. Họ là cùng một dột với nhau. Họ nói họ sẽ bắt tụi mình đi tiếp khách. Cái gì vậy? Tiếp khách kiểu bà có nghe nhầm không Đông Đông? Hay là ông nói về bên khách hàng hay là bên thu âm mà bà hiểu lầm không? Đúng rồi, chắc bà nghe lộn đấy chứ. Công ty giải trí lớn như thế này làm sao làm ra loại chuyện như thế được. Không đâu, chính tay tôi đã nghe rõ mà. Những cái việc mà họ bắt mình làm từ hôm trước tới giờ không phải phục vụ cho việc ra mắt đâu. Trời ơi, phải rồi. Thảo nào mỗi lần tôi hỏi về kế hoạch ra mắt cụ thể, ông ta đều đá sang chuyện khác. Vậy là tất cả là lừa dối mình sao? Bà nói nhỏ thôi, là ông ta nghe ông lên đây bắt nhốt tụi mình thì sao? Ellie, giờ mình phải làm sao đây? Bà có nhiều mưu kế nhất nhóm mà, nghĩ cách gì đi. Tôi không biết nữa. Giờ chỉ còn cách liên lạc với ba mẹ thôi. Nhưng mà mình bị tịch thu mất điện thoại rồi, làm sao có thể liên lạc được. Trời ơi, ngay từ đầu tôi phải nhận ra rồi chứ. Làm sao đây mọi người? Hợp đồng bây giờ tụi mình cũng đã ký rồi, mình không có bằng chứng gì hết. Làm sao mà mình cũng không có tiền để mà đền hợp đồng nữa. Quá gian xảo, mình bị cầm nắng chui rồi. Hello mọi người, đang làm cái gì đó? Trời. Ủa, sao nhìn ai cũng buồn hết trơn vậy? Sao không quay clip mới đi mấy đứa? Tụi em không có tâm trạng nào để quay cái gì hết á chị. Sao vậy? Mọi khi có Đông Đông thì mới có cảm giác trọn vẹn của một nhóm. Giờ Đông Đông không có ở đây, cứ cảm giác thiếu thiếu sao á chị. Đã vậy, tụi em còn gặp chị Kha Thi ở bên VG xong, cảm thấy lo cho Đông Đông nhiều hơn nữa. Kha Thi? Ờ, có phải là Kha Thi ở công ty VG Entertainment đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Tụi em gặp chị Kha Thi ở bên VG. Chị có kể là hồi đó chị đầu quân cho Big Lion, nhưng mà phải bỏ của chạy lấy người. Mà công ty đó lại là công ty chủ quản của Đông Đông, nên tụi em càng lo hơn nữa. Ủa, mà chị cũng biết chị Kha Thi hả? Chị có biết chị Kha Thi đó, tại vì trước đây là chị Kha Thi đã từng có xích mích với công ty quản lý cũ á, xong rồi cãi nhau ầm ĩ bung bét lên hết. Chi tiết ra làm sao thì mọi người không tiết lộ, cho nên là chị cũng chỉ nghe loáng thoáng qua thôi. Nhưng mà cũng ít có ai nói tốt về công ty cũ của mình lắm. Đúng á, là ăn cái nào thì rào cái nấy thôi. Tôi cũng hy vọng là vậy. Nhưng mà nếu không có chuyện gì thì sao chị Kathy là phải sống chết rời đi chứ. Thêm nữa là sức khỏe và tâm lý của Đông Đông không được tốt, nên tôi càng lo hơn nữa. Thôi, giờ bà lo cũng đâu có ích gì đâu. Nghĩ tích cực lên. Lỡ may chị Kathy có lỗi bị công ty đuổi nên chị ấy nói như thế, đỡ quê thì sao? Bây giờ chỉ còn cách là đợi Đông Đông về thăm nhà, mình qua thăm bả thì mới biết được thôi. Đúng rồi, bây giờ tụi em á phải tập trung vào xây dựng kênh YouTube của nhóm Sắc Màu nè. Tụi em không định quay clip gửi tặng mọi người như đã hứa hả? Dạ, đúng rồi, bây giờ mình lo quay clip mới cho kịp đăng để mọi người đang hóng á. Đúng rồi, tinh thần phải như vậy chứ. Mi Ray, Nếp, chuẩn bị vô quay hình nha, mọi người phấn chấn thế nào? Dạ. Hôm nay chị Thiên Di sẽ làm cameraman cho tụi em, cho nên tụi em không được để chị thất vọng nghe chưa? Phấn chấn lên, phấn chấn lên, vui lên, vui lên. Ti amo, ti amo, ti amo, love me, love me. Ti amo, ti amo, ti amo mà về anh. Được rồi, hôm nay tập tới đây thôi. Mà nè, nghỉ ngơi 15 phút cho ráo mồ hôi đi, rồi đi tắm, chuẩn bị qua studio nha mấy em. Qua studio làm gì nữa hả? Thì qua quay hình cho buổi ra mắt, chứ làm cái gì. Nhưng mà thầy ơi, bọn em mệt lắm rồi ạ, thực sự không còn sức nữa. Có thể để ngày mai đúng không ạ? Em nói gì mà lạ vậy? Chỗ đã đặt, người đã thuê rồi, muốn về là về làm sao? Nhưng mà tụi em kiệt sức rồi, tụi em là phải tập luyện một ngày, đã vậy khẩu phần ăn còn ít nữa, làm sao mà tụi em chịu nổi chứ. Vậy là các em không biết cường độ tập luyện của những nhóm chuyên nghiệp rồi. Đâu phải muốn nổi tiếng là dễ đâu, người ta phải đánh đổi máu và mồ hôi kìa. Mới tập nhiêu đây á mà đã than rồi.
Vậy thầy có làm được không mà bắt tụi em làm? Em nói cái gì? Thầy đừng có viện cớ, tụi em là lính mới rồi chèn ép tụi em. Trong nghề hoạt động ai cũng biết, như vậy là bóc lột sức lao động hết. Chẳng ai chịu được cái cường độ tập luyện như vậy cả. Cảm thấy không làm được, bức xúc quá thì đền hợp đồng. Mỗi đứa xì ra 5 tỷ, hợp đồng cũng đã ký, giấy trắng mực đen rành rành. Còn nếu muốn về nhà chăn ấm niềm im với ba mẹ thì cứ việc. Sao? Có đền được không? Không đền được thì trật tự mà nghe lời. Đâu phải muốn nổi tiếng là dễ đâu. Chi phí ăn uống, tập luyện, trang phục, tư vấn truyền thông ở đâu ra? Ở trên trời rơi xuống cái gì? Ca ca, mà làm sao vậy? Sao vậy? Thầy ơi, ca ca mệt lắm rồi, cho bọn em nghỉ ngơi đi ạ. Bọn em sẽ đi. Vớ vẩn, đi quay nhớ mà thiếu một người thì còn ra thể thống gì? Ellie hồi nãy mới xin tôi, rồi bây giờ tới cô. Các cô muốn bày trò gì? Do là nhịn ăn chưa quen nên mới tụt cái gáp thôi. Từ từ rồi sẽ đỡ. Nè, ai có mệt thì ăn đi. Tôi không có rảnh rỗi mà chơi trò tiểu thư với mấy cô. Tôi nói rồi, một tiếng đồng hồ sau mà tôi không thấy các cô ở dưới sảnh á thì biết tay tôi. Mấy bà, tôi mệt quá. Phó giám đốc. Ca ca. Tìm anh có gì không? Anh có thể giúp được gì cho em? Dạ, em chỉ muốn xin lỗi anh vì vụ việc lúc nãy. Lúc đó tại em bất ngờ quá cho nên là có hơi vô lễ với anh. Em biết là mọi người chỉ muốn tốt cho tụi em thôi, mong anh bỏ qua nha. Em hiểu được như vậy á là anh vui rồi. Mà em thấy đó, tất cả những gì anh làm á cũng muốn tốt cho em thôi mà, đúng không? Tụi em mà được nổi tiếng á thì tụi anh cũng được nhờ, cũng được lợi theo. Với lại em mà nghe lời anh á thì em đâu có bị thiệt cái gì đâu, đúng không? Dạ đúng. Em chỉ muốn nói với anh như vậy thôi. Cảm ơn anh đã tha lỗi cho bọn em. Hẹn anh lần sau nha. Nhanh đi bà. Từ từ. Tụi bay định đi đâu hả? Phương chấm dứt hợp đồng. Ba mẹ tụi em phải bán nhà bán đất để đền hợp đồng cho tụi em. Ai lên? Tôi nghe người ta nói nếu một bên tự ý vi phạm hợp đồng là bị phạt cái tiền tỷ luôn á. Tụi bay đừng tưởng là tao không dám làm gì tụi bay nha. Nãy giờ là tao tử tế với tụi bay lắm rồi đó. Nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy nghĩ.